Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 41 NQ trên TLV ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 4.300 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 206.000 đại biểu tham dự. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Nừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, cơ quan đơn vị. Sau hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 09 NQ trên TLV của Bộ Chính trị khóa 11 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và xã hội được nâng cao, môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện, ngày càng bình đẳng, thuận lợi. Đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý thức tự lực tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 41 NQ trên TLV về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Nghị quyết đề ra 3 quan điểm chỉ đạo, 3 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, xác định quan điểm đội ngũ doanh nhân có vị trí vai trò quan trọng là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng tôn vinh cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng công hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua các thời kỳ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của doanh nghiệp, doanh nhân và đã có nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân phát triển. Gần đây là nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp các ngành các địa phương tiếp tục thường xuyên nghiên cứu, học tập, nhận thức sâu sắc nội dung nghị quyết số 41, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động theo tinh thần nghị quyết, cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành các chương trình hành động phù hợp thực tiễn địa phương đơn vị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt là doanh nghiệp và doanh nhân quán triệt sâu sắc vai trò sứ mệnh của mình để cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đề ra, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần, kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh, mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại điểm cầu An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì. Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện công tác phòng chống thiên tai năm 2023, bao gồm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm từ thực tế công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, hội nghị đánh giá tình hình thiên tai trong năm 2024, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng chống thiên tai. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thời gian tới, các bộ ngành địa phương cần tập trung kiện toàn tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự,
Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các bộ các cấp ở địa phương theo luật phòng thủ dân sự đảm bảo hoạt động liên tục hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý để triển khai các mặt công tác hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là trước mùa mưa lũ, rà soát tính toán lại các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của từng bộ ngành, đơn vị địa phương, nâng cao chất lượng công tác dự báo thiên tai cũng như năng lực điều hành công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp, huy động nguồn lực đầu tư và các nguồn lực khác cho công tác này. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong công tác dự báo khí tượng thủy văn và hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, phương tiện hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho Việt Nam. Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau nhằm nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu, các tồn tại vướng mắc và đề xuất tháo gỡ thúc đẩy phát triển cho các tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì tại điểm cầu An Giang. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, với mục tiêu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng tốc triển khai các nhiệm vụ đột phá trọng tâm, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm điều hành kinh tế xã hội, tạo động lực mới trong tăng trưởng và phát triển. Nhiều chủ trương chính sách quan trọng được ban hành và triển khai hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển điều hành phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khi thực hiện trình tự thủ tục và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang có phát sinh một số khó khăn vướng mắc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư đối với các dự án phát triển nhà ở có diện tích dưới 20 hectare tại địa phương không thuộc khu đất có giá trị thương mại cao trong khu vực đô thị. Kiến nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ về nguồn lực đầu tư, đặc biệt là các dự án kết nối hạ tầng, tạo mạng lưới thông suốt, kết nối các tỉnh thành phố. Kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư sớm cân đối bố trí vốn thực hiện dự án tuyến nối từ điểm đầu đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đến cửa khẩu Tịnh Biên và điểm đầu đường cao tốc đến điểm đầu quốc lộ 91C đi cửa khẩu Khánh Bình và dự án tuyến đường tránh quốc lộ 91 qua đô thị Cái Dầu, Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét bổ sung nhóm chính sách về phát triển các khu công nghiệp và khu kinh tế. Kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xin sử dụng vốn kết dư của dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên để thực hiện các nút giao đấu nối với tuyến tránh thành phố Long Xuyên. Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn xây dựng đề án thành lập trung tâm đầu mối về chế biến nông thủy sản gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản nước ngọt, trái cây, vùng sinh thái nước ngọt tại tỉnh An Giang theo quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch tỉnh An Giang được phê duyệt, hỗ trợ An Giang triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Bố trí nguồn lực để cải tạo đầu tư mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng.